ít ai biết là cô Harry Won là ngày xưa cái là... Cái gì? Em không có liên quan gì hết trơn á. Em ơi, em không có chơi, em không có biết chơi mấy cái này nha. Trấn Thành ngày xưa quen Harry Won đầu tiên là trong một chương trình nhảy múa. Bây giờ lên, con chỉ cho cô Harry Won một vài động tác cơ bản để cho cô Harry Won nhảy chung con thử được không? Ngày bây giờ con nhìn cô là cô mặc cái váy hơi bất tiện, con nghĩ một cái động tác nào đó của hip hop mà phù hợp đi. Ừ, chứ đừng cắt kéo nha con. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mà cái này nó mang cao gót, nó ý thiệt. Bây giờ anh giúp giùm em đi, anh ra ngoài nhảy cùng với em đi. Đây mới là bước đầu tiên của cái bước con vừa dạy cô Harry Won. Còn cái này có 5 bước rồi. 5 bước. Nãy bà mới học có 1 bước thôi bà. Ok. Rồi con dạy lại đi con trai. À đây, nãy là bước đơn, này là bước đôi. Tay anh giơ tay lên đầu nữa, đó, đúng rồi. Nó nhảy nó giống như nhảy truyền thống vậy. Nhảy sạp á. Anh thật anh ra nhảy như khủng long kìa. Xoay 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 vòng xoay vòng. À hey. Sao cái nhảy nó nhìn nó không có manly, không có cool mà nó nhìn nó kỳ kỳ sao ấy. Em. Dạ. Yeah. Em tin không? Khi anh nhảy ra mà anh biết anh nhảy xấu luôn á. Vâng, em ra em nhảy luôn thử coi. Tại vì em b-boy, em coi coi để khán giả ta công tâm. Cô kêu Lê làm luôn. Dạ, ủa? Chứ đâu có ngồi không gì được. Ủa, ngồi chấm điểm anh. Tự nhiên ba người nhảy cái bà ngồi trong đó đâu được. Cũng đánh tôi không á, sao vậy? Nó làm cái gì cũng làm tổn thương tôi nhở? Mà hả, tiếp tục nữa hả? Ờ, nói tiếp tục nữa kìa. Ok, cô Harry không nên chơi cái này. À, cái này cô Harry Won làm được à? Không, không, cái gì mà cô Harry Won không nên chơi cái này. Đó, mới nói xong. Không phải là chỉ một mình cô Harry Won không nên làm điều này, mà tất cả cô chú ở đây đều không nên làm điều này con ạ. Con trai à, con chưa có cái cảm giác của mở đâu. Rồi từ từ con sẽ hiểu điều đó. Nói chung là con xuất sắc giỏi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con trai. Cảm ơn con trai. Dạ xin mời giám khảo chúng ta về vị trí ạ. Nãy giờ thấy là thái độ dễ thương, vui vẻ, manly nè, kỹ thuật cũng nhiều, còn làm trợ giảng hướng dẫn, thì em rất thắc mắc không biết thầy, người thầy sẽ như thế nào ạ. Mình sẽ gặp gỡ thầy cô bé một tí được không ạ? Ok. Rồi, xin mời anh Công Lùa. Xin chào mọi người ạ, em là Công Rùa, là thầy của bé Tít Thiên Anh. Lúc nãy chị Dân có hỏi là vì sao tên là Công Rùa? Tên là Công Rùa bởi vì là thầy của em tên là Thắng Rùa. Nó đi từ là cái đời thầy của em luôn rồi đúng không? Nó là cái truyền thống ấy anh. Anh biết về cái truyền thuyết chứ không muốn biết về cái truyền thống. À vâng, cái truyền thuyết thì có một cái động tác nó gọi là động tác bênh rùa. Ừ. Thì ở những cái năm đầu tiên đấy thì là bọn em là đều được học những cái động tác này là những cái động đầu tiên. À, có minh họa nhỉ. Nói đến đâu là có minh họa. Có minh họa. À, so ra tuổi của bạn này là như này là giỏi hay là chưa? Với trình độ của Tít cũng có thể đánh giá là một trong những tài năng ở trong cộng đồng hip hop hiện nay. Vì thứ nhất là có cái thế mạnh là trẻ tuổi và bạo dạn như anh thấy đây. Đây là những cái kỹ thuật khó bạn cũng có thể chịu đau, chịu khổ nhưng mà vẫn có thể quyết tâm để làm được. Đấy là cái điểm mạnh của bạn ấy á. Nhưng mà bạn này là bây giờ có nickname là Tít Rùa không? Cái đấy lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn ấy á. Ừ, cháu ơi, cháu có nguyện vọng được làm Tít Rùa không? Có. Hôm nay phần battle của Công Rùa và Tít Rùa. Yeah. Khó mà. Làm gì khó dữ vậy? Thế á? Trời ơi.
never really know just what you want. With you I don't ever feel. Keep going!